Thưa quý vị và các bạn, cùng với nhiều công trình, dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh, dự án khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 được chọn là công trình khởi công chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận 1992-2022. Đến nay, công tác chuẩn bị được các bên liên quan tích cực triển khai để sẵn sàng cho lễ khởi công sẽ được tổ chức vào ngày 30 tháng 8 tới đây. Được chọn là công trình khởi công chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận. Trong thời gian vừa qua, cùng với việc chủ động hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định, công tác chuẩn bị cho lễ khởi công cũng được công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sơn Mỹ, đơn vị chủ đầu tư dự án khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 khẩn trương thực hiện. Mặt bằng sân bãi cho lễ khởi công cũng đã chuẩn bị hoàn thiện rất là quy mô. Khu vực nhà bạc, sân khấu cũng đã được dựng xong. Công tác chuẩn bị đường vào tiếp cận cho dự án sự kiện cũng đã được dọn dẹp, khóa quang, sang buổi sạch sẽ. Ngoài ra thì có một số công tác liên quan mang tính pháp lý của dự án chúng tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Thì công tác chuẩn bị cũng đã cơ bản hoàn tất. Chúng tôi hiện đang tập trung và khẩn trương hoàn thành các công đoạn còn lại để thể sẵn sàng cho lễ khởi công. Ngoài ra, để lễ khởi công dự án bảo đảm an toàn trang trọng, thực hiện yêu cầu của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, trong thời gian qua, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, các sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Tân cũng đã phối hợp với chủ đầu tư khẩn trương bố trí lực lượng, phương tiện phù hợp, trang trí cờ hoa, khẩu hiệu cùng công tác đảm bảo an ninh, phòng cháy chữa cháy, y tế và các nội dung liên quan đến tổ chức lễ khởi công. Cái nhất là đã chỉ đạo cơ quan công an huyện đã xây dựng kế hoạch để thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự. Cái nhóm thứ hai là chỉ đạo cho phòng kinh tế hạ tầng, Ban Quản lý công trình công cộng, Ủy ban Nhân dân các xã trắng là tập trung treo cờ băng rôn khẩu hiệu cũng như tổng vệ sinh các tuyến đường chính. Riêng Ủy ban xã Mỹ là tổng vệ sinh toàn bộ khu vực toàn xã Mỹ, tổ chức treo băng rôn khẩu hiệu để cho buổi khởi công đạt kết quả tốt nhất và cũng như là công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn của mình. Đến thời điểm này là các cơ quan đơn vị đã tập trung triển khai là cơ bản. Và theo thần chỉ đạo huyện đến ngày 28 tháng 8 là tất cả các công việc phải hoàn thành. Dự án khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sơn Mỹ làm chủ đầu tư có tổng diện tích hơn 1.000 hectare với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 12.000 tỷ đồng. Theo định hướng, khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 sẽ lấy năng lượng làm trung tâm và được đầu tư phát triển là khu công nghiệp thông minh, từ đó khai thác tối đa lợi thế về vị trí địa lý cũng như tiềm năng của dự án. Vì vậy, khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 khi hình thành được kỳ vọng trở thành tâm điểm phát triển kinh tế phía Nam Bình Thuận và khu vực lân cận. Đến nay, công tác chuẩn bị đã được các bên triển khai cơ bản hoàn thành. Hiện một số công việc còn lại đang được khẩn trương thực hiện để sẵn sàng cho lễ khởi công dự án vào ngày 30 tháng 8 tới đây, nhằm chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận năm 1992-2022.